I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding it. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Đồ Da của Khương Phạm nha. Ngày hôm nay là Khương Phạm có những cái món đồ độc lạ để tiếp tục để giới thiệu đến cô chú anh chị nha. Đầu video cho Khương gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe, phát tài, phát đạt trong cuộc sống. Dạ. Rồi bây giờ tiếp tục đây, anh chị thấy một cái sản phẩm đầu tiên của Khương sẽ đưa lên cho anh chị. Đây là một chiếc nón nha anh chị. Chiếc nón da bò. Da bò mà cũng như da bò sữa nha anh chị. Cái con bò sữa anh chị. Chấm bi á, thì cái con bò này là con bò màu nâu trắng. Còn cái con bò mà anh chị thấy, con bò mà vắt sữa ra để thường thường mình uống á, là trắng đen đó. Nói chung là con bò này nó kinh khủng lắm anh chị. Nè anh chị thấy cái lông của nó xí giận anh chị đó. Anh chị thấy chưa, cái này lông nó dài nè, đó rất là dài nha anh chị nha. Đây thì có một cái sản phẩm nào độc và lạ thì Khương sẽ đăng ngay và liền cho anh chị luôn nha anh chị. Đây đó anh chị thấy không, để Khương để anh chị thấy nó rất là ok, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đó thì lâu quá rồi hôm gài cũng 6-7 ngày không có đăng video lên cho anh chị xem. Thì ngày hôm nay là Khương đăng lên xem với lại Khương có một cái lô bóp là Khương đang sell cho anh chị. Cái lô bóp này là cái hàng mà Khương trưng bày anh chị. Khương trưng bày bây giờ Khương đem ra Khương bán hoàn toàn hàng mới 100% chị nha. Thì trưng bày ngoài cái tủ anh chị, thì Khương đi quay cái tủ cho anh chị xem ha. Đây chẳng hạn như những cái mặt hàng mà Khương trưng bày ở trong cái tủ ngoài đó đó anh chị. Đó Khương trưng bày ở trong cái tủ ngoài đó để mình bán, khách hàng dán lai đi qua đi lại á, thì trong một thời gian á nó bị đóng bụi thì mình chỉ phủi ra thôi anh chị, chỉ phủi bụi ra là bắt đầu mình xài thoải mái thôi. Thì đó những cái dòng da này á thì nói chung lúc trước giờ nó còn hiếm lắm anh chị nha, nó còn mỗi một cái, chỉ có một cái hoặc hai cái. Thì Khương sẽ giới thiệu từng sản phẩm lên, anh chị nào mình thích cái mẫu nào mình chụp màn hình lại nha anh chị. Đây Khương để đem qua đây. Anh chị cứ chụp màn hình lại rồi gửi qua Zalo cho Khương, số Zalo cũng có ghi trên màn hình đó anh chị. Lâu quá rồi không quay lại đăng bán hàng, giờ bán hàng tiếp tục sale cho anh chị xài. Đó bây giờ để cho anh chị xem luôn những cái mẫu da này, nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp, nó đóng bụi. Rồi Khương vô Khương lấy đầu Khương chùi lại nha anh chị, lấy đầu chùi lại nè, thì mình càng chùi nó càng bóng nè anh chị thấy không. Da là da bò 100% cho anh chị nha. Đây anh chị thấy lót bằng da bò nè, cái tấm lót này cũng bằng da bò nè, nè cái đánh nè anh chị thấy chưa, nè nói chung là da bò hết anh chị nha. Để Khương kéo qua cho anh chị xem. Đây nè anh chị thấy chưa, da là da bò hết nha anh chị. Thì thường thường những cái sản phẩm mà Khương đăng lên Khương bán cho anh chị á là giá là 280 là Khương sale cho anh chị. Thì cái giá này Khương trưng bày ngoài tủ á, thì đặc biệt nó cũng là bóp da mới 100%, không có cũ cái nào hết. Thì những cái sản phẩm này có mặt ở đây, Khương sẽ đưa từng cái lên. Thì trong tất cả trong cái lô bóp này Khương sẽ đưa từng cái lên cho cô chú anh chị. Ai thích mẫu nào mình chụp màn hình là mẫu đó cho Khương. Thì Khương đang sale cho anh chị với giá là 190.000 nha anh chị nha, 190.000 anh chị được thoải mái. Nhưng anh chị nhớ nha anh chị, những sản phẩm này nó có một cái hai cái thôi, nó không có nhiều. Thì ví dụ như anh chị mà có chụp màn hình qua những cái mẫu đó nếu mà còn thì Khương báo nha, nếu mà lỡ mà anh chị mà chụp màn hình gửi qua cho Khương trễ mà có những cái bạn mua rồi á thì kể như hết nha anh chị. Đây sản phẩm này đầu tiên 190.000 nha anh chị nha, là anh chị cứ chụp hình lại cho Khương. Mẫu này là không có nha, mẫu này mẫu mới nha, Khương chưng lộn lên nha anh chị. Đây mấy cái mẫu nào mà cái mẫu Khương chưa có tung ra thì Khương sẽ bỏ vô. Đây còn nhiều là Khương sẽ quay lên cho anh chị nha. Đây mấy cái này là, đây mấy cái mẫu này là hôm bữa hết hàng nhưng mà bây giờ đó, nó Khương lục lại nó có mấy cái anh chị khi mà Khương trưng bày á, để Khương ra Khương sale cho anh chị nha. Đây đó những sản phẩm mà Khương dục ra là Khương sẽ sale cho anh chị nha. Những sản phẩm nào Khương dục ra Khương sẽ sale đồng giá cho anh chị 190.000 nha anh chị. Khương dục ra là Khương sale cho anh chị đó. Đây cam kết với anh chị là da bò 100% nha anh chị nha, da bò thật 100%. Rồi để Khương lấy ra cho anh chị xem.
sale cho anh chị luôn. Ok anh chị luôn chưa? Thổ cái này. Rồi, bắt đầu là Khương sẽ đưa lên màn hình cho anh chị, từ 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 lên cho anh chị nha. Anh chị cứ chụp màn hình lại nha. 190k. Được chưa? Nè, cho anh chị xem từng cái luôn chứ không phải là ái nhang nè, có ngăn bí mật đàng hoàng nha anh chị. Này, 190k. Được chưa? Rồi, bóng láng con bà hai máng. Rồi, đây. 190k luôn. Được chưa? Nè. Gia toàn bộ cho anh chị nha, 190k. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, nếu mà anh chị kiểm tra thấy là không đúng sự thật là da thật, anh chị cứ trả hàng về cho Khương nha anh chị nha. Mình cứ từ từ cháu nó sẽ nhiều thôi anh chị. 190k, được chưa? Rồi, dục qua đây. 190k. Đó, anh chị cứ tua ngay cái video nào chụp màn hình lại giùm Khương nha anh chị. Ở đây, 190k. Rồi, ok nha. Rồi, tiếp tục. Này có cái này ngon nè anh chị. 190k luôn. Mới chùi còn ướt nữa nè. Còn nước nữa nè. Mới chùi chưa có hết nè. Nhưng mà anh chị nói cho anh chị nghe nè, tại vì mình chùi đôi khi nó còn sót nè. Nó nghèo nó lên móc anh chị thấy, nhưng mà đây là da nha, tại mình trưng ngoài tủ á, nhiều khi bị nước mưa nó tạt cho anh chị. Đây, là cái này không mới sale giá rẻ thôi. Chứ cái này nó mấy trăm ngàn không nha anh chị. Da nó rất là xịn sò luôn. Đây, anh chị nên mình. Nói chung là cái này anh chị xài cứ yên tâm. Anh chị xài lại tầm khoảng một tuần lễ thôi, nó mới chát, nó bóng ngời lên luôn. Này Khương sẽ lấy một cái nồi lao, Khương chùi lên, nó bóng lên cho anh chị xem nha. Đây, chẳng hạn như cái nồi lao này, nãy giờ là nồi lao thần thánh nè. Đó, nãy giờ là Khương lao nè. Bây giờ nè, anh chị thấy nó không bóng nè, đúng không? Nó chưa có bóng đúng không? Nè, Khương sẽ lấy bình thường cái này không có bất kỳ một cái miếng gì, miếng dầu, miếng gì trong đây hết. Khương sẽ chài lên anh chị coi nha. Thì đó, anh chị nào mình muốn mua hàng đi, mình mua những cái dòng sản phẩm này nè, mình về, tại vì mình về mình xài nó đẹp lên, mình về mình xài là nó đẹp lên thôi, chứ mình không có cần là mình mua nó phải mới chát mới tôn đâu. Như cái này về anh chị xài lên vài ngày cái nó bóng lên nè, anh chị thấy Khương đánh chút xíu không nè, nè anh chị thấy không, Khương đánh lên có chút xíu mà nó vậy nè. Đó, anh chị thấy ok tuyệt vời không? Đó, giá này là giá sale cho anh chị nha. Anh em nào muốn mua hàng mới làm đó, hoặc là anh em nào muốn mua thì anh em cứ alo Khương đi, rồi kết bạn Zalo với Khương, chọn da Khương sẽ làm cái mới cho anh chị nha. Rồi tiếp tục luôn, 190k, rất là đẹp phải không anh chị nè, rất là đẹp nha. Đây, 190k cho anh chị luôn. Và cái này cũng vậy, cái này là in UV nha anh chị, in 3D UV, cái hình nó rất là đẹp nha anh chị thấy không. Rồi, 190k luôn. Ai mà chơi đá phong thủy á, đây đá này đúng phong thủy luôn nè, hàng xịn sò mới có mộc bảo hành anh chị thấy không. Đó, đây đó, 190k luôn. Đây, cái này cũng vậy luôn. Đây, chẳng hạn như mấy cái mẫu này nó bị lỗi nhẹ nè anh chị, nó bị lỗi nhẹ khi con in logo nè, con in logo nó không đều nè, cái chỗ này nó hơi đậm nè, chỗ này nó hơi lạc nè. 190k cho anh chị luôn, được chưa? Y vậy luôn. Còn cái này á, cái này không bán, cái này nó xấu quá rồi, không bán. Đó, 190k, tắt tần tật. Đây, cái này, nó cổ điển đi ghê không? Đó, anh chị em thấy nè, da full từ trong ra ngoài. Nè, da nè, anh chị thấy chưa? Nè, coi kỹ anh chị. Đó, nè, mộc bảo hành, được chưa? Đây, nó rất là đẹp. Đó, da mềm, nè, da rất là mềm. 190k luôn nha anh chị. Và đây còn cái đó, ai mua 190k luôn, còn con cái một thôi bán luôn. Rồi ok, tiếp tục mẫu này nè anh chị thấy không, những cái hoa văn in rất là đẹp mà những cái da nó rất là ok luôn anh chị thấy không, cái da nè sần sù. Rồi 190k luôn. Và mẫu này còn cái, con cái nha anh em nào nhanh thì lụm nha, 190k luôn, ok chưa. Rồi thằng này đó, chịu chùi ở bóng còn hơn bà bóng nữa đó, chùi chiều nè đó, anh chị thấy chưa nè, đó bóng còn hơn bà bóng, ok với đế đó. Đây xong 190 luôn. Còn thằng này đó, chân nè, cái màu lên độc lạ chưa, độc lạ chưa, đây nè đó, 190 luôn. Đây có một con ngựa, ngựa còn hơn ngựa nữa đó, có một con ngựa, ngựa cổ điển
ngựa lú dò lên quào 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 đó, dán chầm chỉnh luôn, da bò in UV nha anh chị, in 3D UV nha. Đây đó anh chị thấy không, chầm chỉnh luôn. Nói chung là nó gần hôm qua không, nó gần nó xa hôm qua nó thiệt chầm chỉnh solo. Ngoại trừ cái nón độc lạ này là anh chị muốn mua cứ liên kết liên hệ Zalo, Khương sẽ báo giá cho anh chị nha. Cái nón này thì mắc tiền nhưng không có rẻ nha anh chị, không có rẻ đâu nha. Đây cái bóp này, cái nón này hiện tại Khương đang bán là 5,5 triệu anh chị. Cái nón này là 5,5 triệu nha, rất là khó làm. Anh chị em nào mình có nhu cầu mua thì mình cứ mua nha. Đây dòng khóa, đây chân gài tất cả bằng da hết nha anh chị, anh chị thấy chưa, lông nè đó. Rồi video đến đây Khương làm Khương tạm thời kết thúc anh chị nha, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và bây giờ Khương Phạm kính chào và tạm biệt, bye bye.